Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay siêu nhân dắt bé vợ anh đi vệ sinh mà bé vợ anh không chịu đi, mà cái bé vợ anh ra giỡn lung tung hết. Siêu nhân thấy vui quá, siêu nhân quay lại cho cả nhà mình xem. Giỡn dữ lắm luôn cả nhà mình. Giờ để siêu nhân dắt vô, siêu nhân cho bé vợ anh ăn nha cả nhà. Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay tiếp tục siêu nhân cho bé vợ anh ăn một bữa cơm nữa. Cả nhà mình coi coi bé vợ anh ăn và khỏe có khỏe lại không cho cả nhà ha. Rồi bây giờ anh còn nhõng nhẽo với siêu nhân nữa không nha. Đây phá bà cố luôn, hết bệnh rồi cả nhà anh biết hả. Cái quạt của siêu nhân, cái chân mà bọc ngủ siêu nhân chưa có lột ra đó, đi làm để nhà hả, cắn banh hết luôn, biết phá rồi đó. Giờ bây giờ thèm chảy nước miếng luôn rồi kìa đó, cả nhà coi phá bà cố phá, nhõng nhẽo đi ăn đồ ngon nghe không. Cái mặt cái nay tươi, cả nhà mình tươi rối rồi kìa. Bữa nay hết bắt được cái e rồi đúng không, hết được nhõng nhẽo rồi đúng không. Đi về sống chơi, về ngoại sống còn, về mãi về sống chung với anh em, bày đặt nhõng nhẽo để ăn cơm ngon hả, ăn riêng hả, mánh hả nè. Bây giờ rất là nhiều quá nha, còn bây giờ anh như thế nào nha đó. Rồi nhà mình nha, hôm nay nữa là coi hôm nay thứ mấy, hôm nay là thứ sáu rồi, chiều tối nay cho bé vợn ở nhà một ngày nữa, siêu nhân sẽ tắm cho bé vợn ăn xong rồi siêu nhân sẽ tắm cho bé vợn, thúi dữ lắm nha cả nhà mình nha, phá mà thúi nữa, tắm cho bé vợn rồi ngày mai là thứ bảy là siêu nhân sẽ cho bé vợn về ngoại lại nha cả nhà ha, về sống chung cho quen, để ra làm biến rồi ăn ngon không à. Thôi không có ngừ người ta. Ở nhà mình thấy bé này nè, thấy bé này ngừ nè, của con nó ăn đi. Thôi ta đứng xa ra mà nó có ăn ké đâu, hết nhõng nhẽo ha, bắt được cái e rồi. Mấy bé ngoài kia cũng ổn hết nha cả nhà ha. Nói chung là các bé ổn, nhưng mà có một cái siêu nhân nói cả nhà mình nha, các bé cắn lộn lắm. Siêu nhân có ở đó là siêu nhân can, mà siêu nhân rất là sợ lúc mà siêu nhân không có ở đó đó, tại cái chuồng nó bây giờ nó hơi chật. Các bé quen rồi, các bé quen hết rồi, bắt đầu là hầu như là quen mặt với nhau rồi, muốn giành địa bàn hay gì đó, đứa này giành chỗ này, đứa giành kia, giành chỗ kia vậy đó, rồi bắt đầu cắn qua cắn lại, làm xáo trộn trong đó là bé già xấu xí cả nhà ha, bé già xấu xí làm xáo trộn trong đó đó. Siêu nhân gấp rút để thả các bé ra nha. Chiều nay siêu nhân tắm cho bé vợn rồi, siêu nhân sau khi siêu dịnh bé vợn ăn xong, siêu nhân sẽ kiếm chỗ siêu nhân tắm cho bé vợn, rồi siêu nhân cho ngủ đêm nay ở nhà một đêm nữa, sáng mai thứ bảy rồi trời bé vợn sẽ về ngoài đó lại nha cả nhà nha, hết khỏe cực kỳ. Còn các bé ngoài đó thì khỏe hết, bé đứa nào đứa nấy ăn hết nha cả nhà ha, không có đứa nào bị gì nữa hết. Cái thuốc của siêu nhân mua giúp cho cái bé vợn á, cái thuốc đó siêu nhân nói cả nhà mình, nó siêu nhân cảm giác nó rất là hay. Siêu nhân chích cho tổng cộng là 4 bé. Bé nào bỏ ăn siêu nhân đợp mũi 2 mũi, đợp mũi 2 mũi, ho rồi là hết liền. Cả nhà mình thấy giống như là bé già xấu xí bà hổm á, siêu nhân đợp buổi sáng mũi, qua ngày sau siêu nhân đợp mũi nữa, hết 2 mũi hết ho. Bây giờ anh cũng vậy, bây giờ 5-6 mũi gì đó, rồi cái bé mà bỏ chạy lưng tưng cũng vậy, rồi bé đen cũng vậy. Cái thuốc đó thì để siêu nhân cho cả nhà mình xem. Nó rẻ tiền thôi, 40 siêu nhân mua trên đây là 40.000 chai. Mà siêu nhân thấy có trị là trâu bò dê heo rồi chó mèo gì luôn đó nhà mình. Mà có một cái là đặc trị của cái thuốc này là bao gồm, là mình nhìn thấy rất là hay. Đây 40.000 một chai. Cả nhà mình thấy đặc trị không? Đặc trị là tiêu chảy nè, thương hàn nè, tụ huyết trùng nè. Sốt ho nè, sốt bỏ ăn nó hay nha cả nhà ha. Chó heo gà vịt gì tùm lum hết à. 5kg cho 1cc.
rồi ở đây ghi 30.000 là bán cho siêu nhân 40.000. Ghi ba nay cái này là chắc ghi số tiền nè, đánh dấu số tiền để bán nè cả nhà mình. Ghi 30 nè. Bán cho siêu nhân 40. Xin lỗi, không biết có 30 đó 30 gì ở dưới này có số 40. Nó gần hết rồi cả nhà mình không? Còn xíu nữa. Đi tắm con. Trời nắng này tắm là vô tư cả nhà mình ha. Thôi để cho bé dện tự ăn, siêu nhân vô lo chỗ tắm cho bé dện nha cả nhà mình. Nhân xin chào cả nhà mình ha. Giờ siêu nhân tắm cho bé dện cái nhà mình nha. Coi bé dện có dễ tắm giống như bé giặt như thế này. Chỗ này nó hơi chặt hẹp cái nhà ha. Không biết cái này bịch rác. Mình có coi cái để lỡ rồi để mà xin bỏ. Thôi. Ha. Phú quắc hèn chi không cho tắm hồi đó giờ nó tắm đúng rồi. Thôi vậy anh. Qua đây coi. Không xích lại là chạy rồi đúng không? Hay là hồi xưa giờ không được tắm. Thôi vậy anh. Dạ. Giặt ướt hết đồ. Dạ nè. Trời ơi, khó tắm dữ rồi. Dạ nè. Không có xấu nước từ đầu. Từ từ. Trời ơi. Đó chặt hẹp rồi con. Rồi ướt hết đồ cái thân này cái nhà mình. Này là cái này phải tắm miếng bột bột trước nha cái nhà nha. Bột bột cho bớt cái dơ rồi mới tắm trộn hơn được. Nhưng mà xà bông của các bé siêu nhân cũng chưa có. Siêu nhân tắm mà dầu cái đầu của siêu nhân nè lia. Để tắm miếng xà bông bột trước cho nó bớt dơ bớt cái thúi rồi. Bây giờ bỏ xà bông lên kia không bọt nổi đâu. Hồi đó giờ được tắm đúng không vậy anh? Nhỏ lớn cần tắm lần đầu đúng không? Thấy nước dãi dữ vậy hả? Nó cả nhà mình thấy có bọt bèo gì nổi đâu. Rồi bọt chuyên gia cái gì cô mô. Chuyên gia cái gì vết bẩn cái nhà. Đánh tan vết bẩn gì đó. Mà còn không có trị được cái dện. Cúi bà cố cúi luôn. Thôi không vụt dằn tối hết đồ rồi. Siêu nhân đi khó tắm mà siêu nhân hơi xích lại chứ thôi chạy mất rồi cả nhà thấy không. Tắm sạch sẽ xong rồi đi ra đi ngoài đó sống, bạn bè ta sống ngoài đó, mình sống ngoài đó nhõng nhẽo cái ngon rồi hả, mánh hả, chơi mà mánh hả, ớm gì đâu mà ớm, xương sườn như sóc không. Lần đầu tiên được tắm đúng không? Nó nghe miếng nước thôi đã chạy. Về sao tập tắm được cái đầu hả? Không được không phải được. Không thấy không phải đứng yên. Lộ tài thúi dữ lắm thúi nè. Trời ơi. Còn giờ phải nể luôn cái này. Không có miếng bọt luôn. Ô mô là chuyên gia đánh tan vết bẩn gì đó. Còn trị không nổi con. Thôi nè.
Đó, đem phui đồ đồ giống giờ giữ gì. Rồi mày té gãy xương làm gì, gãy xương khỏi người chụp hình nhìn thấy luôn, gãy xương số mấy thấy hết, bị gì thấy hết. Bước đầu chết lên nè, trâu nhựa nó khó lắm. Đó, thử nghiệm gì đi. Cuối đầu xuống rồi. Đó, hết rồi. Giờ hết đi con rồi. Lên nè. Được tay nữa không? Thấy bọn mình được tay không? Giải có gì nước ba đời nó nha vậy anh. Rồi màu thuốc đúng rồi. Trời ơi vậy anh ơi, gãy rồi nước cái đền nữa vậy anh. Khó tắm bà cố khó rồi cái nhà mình. Sao thơm quá vậy? À, thơm quá hả? Rồi, màu xuống đi, màu xuống đi, chà. Cù lòi. Cúi dạ cho hả? Cúi dạ chịu. Tắm rửa nó nhẹ người lên, nó hết bệnh rồi, nó thơm tho, nó ăn mát mẻ, hết ngứa, hết giải rồi, ăn mới được nhiều chứ. Bây giờ được cái con, không có con dè nào hết. Xe người qua đây coi, xe cái tích qua đây coi, đứng dậy mới chạy đích được. Thấy đuôi con mà không có bọt luôn á giờ. Mình đây coi. Thơm hả? Đúng không? Hết ngứa rồi đúng không? Ngốt ghẹo rồi kêu tắm nha. Ướt hết người xíu ăn luôn. Thơm quá. Bị giải vào nước ba đền á. Đi nó.
sạch cả bông nó cũng rộng hết rồi giờ. Đâu? Dọn. Trời ơi, khó tắm dữ vậy. Ướt hết đầu rồi. Trời ơi. Sao nữa giỡn nè. Con về con coi cút tiêu của nhà kìa, cút tiêu kìa, mỗi lần tắm là nó tắm nó nằm ngửa lên nó tận hưởng, không biết cái gì hết trơn á. Giờ có cút tiêu kìa, nó phải tắm còn hơn gì nữa. Trời ơi, che mắt lại. Ừ, đi lên à. Cày hết tay ra luôn rồi. Chạy máu rồi. Chạy máu nhân luôn cả nhà mình. Còn hư quá đi anh ơi. Thiệt tình. Tại nguyên đường chảy máu luôn rồi. Không có sạch sẽ bông mà nó rụng lông. Rồi, gần xong rồi, hai ca nữa xong rồi. Trời ơi, chảy máu luôn nè, nè, thấy không? Nè, vừa ý chưa? Bây giờ anh cuối cùng cũng xong rồi cả nhà mình á. Mọi người siêu nhân ước gì cũng chục lọt luôn rồi. Hư quá hư à. Thôi siêu nhân sẽ ra máy lau sơn cái và đầu cho bé dện phơi nắng nha cả nhà mình nha. Theo như siêu nhân nghĩ là bé dện khỏi bệnh hẳn 100% rồi. Bây giờ là đợi bé dện phục hồi ăn nhiều vô, sức khỏe bé dện lên sẽ bé dện sẽ mập lại cả nhà ha. Chứ bây giờ thì hiện giờ quá yếu, quá ốm nha cả nhà mình. Khó tắm nhưng mà được có cái hiền. Thôi xin nhân xin khép lại ha. Cứ xin nhân xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho xin nhân nha cả nhà ha. Chào tạm biệt cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Lúc gì cũng chụp con mời.